Ơn Chúa là vì chúng ta là hội thánh truyền giáo trên đường dây. Tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là tôi rất là thích cái chữ truyền giáo, tại vì để mà phân biệt với các hội thánh địa phương đó, chúng ta không có tổ chức một cái hội thánh ở trên đường dây để mà làm cho giống như các hội thánh địa phương. Nhưng mà chúng ta có mặt với nhau ở đây đó là bởi vì chúng ta là những anh chị em, những người có cái tâm tình truyền giáo để mà thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa. Cho nên chúng ta mới tụ tập nhau lại và chúng ta kết hợp để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Thành ra cái bài học mà tối hôm nay mà chúng ta sẽ học được học ở trong Luca đoạn 8 câu 4 và câu 8 là phân đoạn Kinh Thánh mà chị Hoa vừa học, là cái câu chuyện về người gieo giống. Mà cái câu chuyện này nó rất là quen thuộc và tôi nghĩ là hầu như bất cứ một người tin Chúa nào đều đọc Kinh Thánh đều đã đọc qua hết. Và các mục sư thì hầu như là ít nhất là một lần ở trong đời đều giảng về cái phân đoạn Kinh Thánh này, về cái ví dụ này. Và đặc biệt là trong những cái lần truyền giáo thì người ta luôn luôn hầu như là nói về phân đoạn Kinh Thánh này. Nhưng mà khi mà tôi học cái bài học này trở lại ở trong tại tại gia đình Colorado đó, thì tôi thấy là chính cá nhân tôi cũng chưa có nắm được hết những cái nguyên tắc, những cái quan niệm nó rất là quan trọng về vấn đề thành công trong sự chứng đạo. Cho nên tối hôm nay tôi muốn chia sẻ lại với anh chị em về điều này để chúng ta cùng học chung với nhau. Hầu cho khi mà chúng ta đi ra ngoài để chứng đạo hay là đi xa để truyền giáo thì chúng ta nắm được những cái quan điểm này, những cái nguyên tắc này thì chúng ta sẽ thấy rất là an tâm để mà đi ra và chúng ta sẽ gặt được nhiều cái kết quả cho Chúa. Thì ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này nếu mà chúng ta đọc kỹ đó thì chúng ta sẽ phân tích ra những cái yếu tố đã góp phần ở trong cái việc gieo giống ở tại đây. Cái thứ nhất đó là cái hột giống, thứ hai đó là cái đất, thứ ba là người gieo giống và cái thứ tư là cái nguyên tắc gieo và gặt. Cái điều đầu tiên đó là cái thẩm quyền của hột giống. Cái người mà đi ra gieo giống đó, cái một cái phần thành công lớn của cái việc gieo giống đó là cái hạt giống nó phải thật là tốt. Thì như chúng ta vừa nghe chị Hoa đọc ở trong Esai 55 câu 10 đến câu 11, tôi đọc lại và đọc chậm để cho anh chị em theo dõi. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đây là một cái đoạn Kinh Thánh cho thấy cái hiệu quả tuyệt đối của lời Chúa. Esai đoạn 55 câu 10 câu 11 nói là cái hình ảnh của mưa và tuyết nó rơi xuống đất và nó thấm vào đất, nó làm cho đất tươi mát, đượm nhuần và nó những cái hạt giống gieo xuống thì sẽ sinh sôi, có giống cho kẻ gieo, rồi cái cây nó mọc lên, rồi có trái, có kết quả, người ta làm bánh cho người ta ăn. Thì được ví với lời của Chúa từ ở trên trời xuống gieo vào lòng người thì nó mới đơm chồi nảy lộc, nó ra cây sanh trái làm thực phẩm nuôi người. Thật là một cái hình ảnh rất là đẹp. Điều đó cũng có nghĩa là khi mà lời Chúa được gieo thì nó chắc chắn là phải kết quả. Nhưng mà chúng ta thấy đó là mưa và tuyết nó rơi từ trên trời xuống mà không có ai thấy cả khi nó thấm vào đất. Nhưng mà mưa nhiều thì chúng ta thấy đất đai mềm đi và người ta có thể gieo được. Mặc dù chúng ta không có thấy nhưng mà cái mưa và tuyết nó âm thầm nó làm cái công việc đó. Nó sẽ làm cho đất đai tươi mát mềm dẻo để mà người ta có thể gieo được. Thì lời của Chúa cũng được ví giống như vậy. Khi mà lời Chúa được gieo ra đó thì có thể chúng ta không có thấy liền cái kết quả và không biết là nó đi đâu, nó ở như thế nào ở trong lòng của người, nhưng mà nó giống như mưa và tuyết. Kinh Thánh nói là lời của ta cũng vậy, nó giống như mưa và tuyết thì nó sẽ đi vào trong lòng người và nó làm lợi cho nó làm cho hiệu quả ở trong lòng người. Cái điều quan trọng nhất ở trong việc chứng đạo chính là hột giống, chính là lời của Chúa. Và Kinh Thánh nói là cái lời của Chúa khi mà được nói ra đó thì không bao giờ trở về vô ích. Cái chữ luống nhưng có nghĩa là vô ích.
Và Chúa nói lại, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Cái chữ mà chắc ở trong Kinh Thánh này chúng ta có thể hiểu là chắc chắn, chứ không phải là hơi chắc, nhưng mà chắc chắn. Thế là Chúa nói là khi mà lời Chúa đã nói ra rồi, thì bằng bất cứ giá nào, bất cứ cách nào, nó sẽ không có trở về một cách vô ích. Đã gieo vào lòng người thì nó sẽ ở đó. Và không biết là bao lâu, không biết như thế nào, nhưng mà chắc chắn khi đã gieo vào thì nó có một lúc nó sẽ sanh sôi, nó sẽ nảy nở. Một cái điều mà chúng ta có thể suy gẫm ở đây đó là bất cứ một cái phương pháp chứng đạo nào đều cũng phải nói về Chúa. Đều phải nói về Chúa. Chúa là đấng duy nhất để chúng ta nói về khi mà chúng ta đi chứng đạo. Tôi đi chứng đạo nhiều nơi, hay là khi tôi quản nhiệm hội thánh thì tôi dẫn hội thánh các con cái của Chúa, tôi huấn luyện cho họ nhiều lần, nhưng mà cho đến khi mà ra tới ngoài đó thì nhiều người cứ quen là cứ làm chứng về chính mình, cứ nói là từ khi mà tôi tin Chúa, tôi đi nhà thờ thì tôi được thay đổi thế này thế kia, hãy nhìn thấy tôi thì sẽ biết như thế này thế kia, mà lại không có nhấn mạnh về Chúa. Thật ra chúng ta biết là người ta nghe, cũng có thể là người ta thấy cái đời sống của mình thay đổi, người ta thích cái đời sống đó, người ta tìm hiểu. Nhưng mà khi mà người ta tin Chúa thì người ta phải tin Chúa, chứ không phải người ta tin mình. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nói về Chúa. Mình khi đi làm chứng thì cũng có nhiều người ngại đó, cũng ít nói về Chúa mà nói về mình nhiều hơn. Cho nên đây là lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Bởi vì Kinh Thánh nói rõ là ai tin ta thì được sự sống đời đời. Thật ra nếu mà chúng ta chỉ nói về mình, hay là chúng ta chỉ mời người ta đi nhà thờ, đến nhà thờ để sinh hoạt, để mà làm điều này điều kia, thì chúng ta tin rằng cái sự cứu đó là không chắc chắn. Chúng ta không có chắc chắn là cái người đó thật sự tin Chúa. Bởi vì họ chỉ gặp những con người, họ chỉ nghe về con người, nhưng mà họ không thật sự biết rõ về Chúa. Chúa luôn luôn là đấng mà chúng ta phải nói tới. Cho nên hầu hết những cái phương pháp chứng đạo đó, bây giờ đó, thì phần lớn người ta nói rõ về Chúa cho những người khác. Người Mỹ họ không có ngại khi nói về Chúa. Tôi đi uống cà phê Starbucks cũng vậy, tôi mặc cái áo mà có những cái hàng chữ, những cái câu gốc ở phía sau, thì những cái người Mỹ họ đến là làm quen và họ nói về Chúa, và họ làm chứng về Chúa cho tôi nữa. Mặc dù họ biết tôi là mục sư rồi đó, họ vẫn nói về Chúa. Thì đây là điều mà chúng ta phải luôn luôn quan tâm, nói về Chúa là điều chúng ta phải nói. Nhưng mà về Chúa là một điều, cái điều thứ hai đó là phải nói lời của Chúa, tức là chúng ta phải nói về Kinh Thánh, chứ không có nói về những cái điều này, điều khác, những cái liên quan tới con người, mà chúng ta phải luôn luôn đi kèm những cái lời Kinh Thánh vào trong những cái lời làm chứng của mình. Để chúng ta thấy là Chúa đã nói rõ là lời của Chúa khi mà đã gieo ra rồi thì không có bao giờ trở lại một cách vô ích. Tức là lời của Chúa được nói ra, dù cho người ta có nghe hay không, dù cho người ta có từ chối hay không, thì nó cũng nằm ở trong lòng đó, giống như mưa và tuyết rớt xuống đất. Thì nó nằm ở dưới đất, nó sẽ sinh sôi, nó nảy nở một ngày nào đó không ai biết. Nhưng mà lời Chúa là cái hột giống chắc chắn nhất để cho chúng ta phải nói. Thì nó bất cứ một cái phương pháp chứng đạo nào chúng ta cũng đều thấy đó là khi mà có một cái quan điểm được nêu ra thì luôn luôn có những cái câu Kinh Thánh hỗ trợ. Vì chính Kinh Thánh là cái nền tảng chắc chắn mà người ta có thể dựa vào để tin. Và người ta tin thì người ta được cứu. Và cái sự cứu đó là chắc chắn vì người ta biết Chúa, chứ không phải là biết mình. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa là vì lời của Chúa luôn luôn là cái hạt giống mà chúng ta phải mang đi để đi truyền giáo, đi làm chứng. Không phải là những cái hạt giống của chúng ta, những cái lời của chúng ta, những cái gì mà chúng ta nói ra. Chúng ta thấy là ngày hôm nay đó, người ta có nhiều cái phương tiện quá. Những cái chương trình truyền giảng lớn, những cái buổi ca nhạc, giống như là tận dụng những người ca sĩ cơ đốc, những người hát thật là hay, những ngôi sao, và người ta đến để nghe, và người ta được hấp dẫn bởi những cái lời nhạc, những cái bài hát, những cái người hát, mà người ta không có thật sự tỏ Chúa. Cho nên đây là điều mà tôi cũng như ông bà anh chị em đó, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận, bởi vì chúng ta biết rằng một người tin Chúa
là họ tin Chúa Giêsu và họ tin lời của Chúa bảo đảm cho họ, chứ không phải là những gì mà chúng ta nói. Thưa ông bà anh chị em, lời Chúa là cái hạt giống, là cái thẩm quyền, là cái thẩm quyền tuyệt đối để mà gieo xuống. Nhưng mà cái kết quả hay không là do đất. Chúng ta xem trở lại cái câu chuyện của Luca đoạn 8 câu 4 câu 8. Cũng một cái hạt giống đó, Kinh Thánh nói là cũng một cái hạt giống đó, không có nói thay đổi là lời của Chúa. Nhưng mà khi gieo ra thì nó lại cho những cái kết quả khác nhau. Chúng ta đọc lại đó thì chúng ta thấy là một hộp thì không có kết quả gì hết. Còn hai cái hộp khác đó thì nó có ra kết quả, nhưng mà nó ra một vài hộp và cũng chẳng đi tới đâu. Và chỉ có một hộp đó, thì cái kết quả nhiều. Cái hộp giống nó giống nhau, nhưng mà cái kết quả nó khác nhau là do đất, chứ không phải là do hộp giống. Cái đất đó là nó quyết định và nó chịu trách nhiệm về cái kết quả đó. Đất đó là cái nơi tiếp nhận hộp giống, và đó chính là cái tấm lòng của người ta khi mà chúng ta gieo lời của Chúa ra. Chúa Giêsu cũng có giải thích trở lại bốn cái loại đất đó. Thì Chúa nói là cái loại đất thứ nhất cứng quá, giống nó rơi xuống mà nó không bám vào được, nó nằm trơ trên đất và chim chóc nhanh chóng mổ đi ăn. Và giống như cái người nghe, người ta không có thèm nghe mình. Còn đất sỏi đá thì nó có một chút đất, giống nó bám vào được, nhưng mà mọc rễ eo uột, không có bám sâu. Và nó mọc lên, nó eo uột, thì chỉ cần một cái cơn nắng hay là một cái trận gió thì nó đủ héo và nó chết. Giống như trường hợp cái cây dưa mà ông Jonah, ở trong câu chuyện của Jonah. Rồi một cái chút và một cái hộp thứ ba đó là có thật, có tin, nhưng mà sống một cách thỏa thuận với đời, thỏa hiệp với đời. Mà Chúa thì nói rằng đời và đạo không có thể thỏa hiệp với nhau. Ở trong Ma-thi-ơ 6:24 đó thì Kinh Thánh nói như vậy: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Cho nên một người mà sống nửa đời nửa đạo đó, có Chúa, nhưng mà chỉ có Chúa ở trên cái danh nghĩa thôi. Và đời sống thì luôn luôn bận rộn với những việc làm để kiếm tiền bạc với đủ mọi thứ ở ngoài đời, thì cái đời sống đó, cái miếng đất thì cũng không có kết quả được. Còn cái mảnh đất tốt thì sẵn sàng để nghe và để tin nhận, không phải là để nghe, để tin, để nhận thôi, nhưng mà để sống, và sống một cách hiệu quả. Thì như vậy khi mà chúng ta suy gẫm lại, chúng ta thấy có bốn cái loại đất như vậy, thì chúng ta có thể kết luận là cái trách nhiệm đó nó thuộc về đất, nó tùy thuộc vào cái sự đáp ứng của đất, tức là nó tùy thuộc vào cái sự đáp ứng của con người. Lời Chúa không có chịu trách nhiệm về việc đó. Lời Chúa là cái uy quyền tối thượng, là cái thẩm quyền lớn, nhưng mà con người ta chịu trách nhiệm về cái phản ứng của người ta. Những người nào chấp nhận lời của Chúa mà nghe lời của Chúa thì được cứu. Như Chúa nói, những người tin Chúa mà tin một nửa, tin nửa đời nửa đạo, hay là tin hời hợt thì cũng không có còn nữa. Nhưng mà một cái người tin Chúa thật sự sống và lớn lên thì đem ra nhiều cái kết quả. Thật ra khi mà chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta gieo giống, dù chúng ta nói đúng về lời của Chúa, những cái lời Kinh Thánh, những cái lời bảo đảm, những cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta sẽ gặp những cái loại đất. Có thể chúng ta gặp loại đất thứ nhất, loại đất thứ nhì, loại đất thứ ba, có thể loại đất thứ tư, thì chúng ta cũng không có ngạc nhiên gì về vấn đề đó. Và mình cũng hiểu là mình cũng không có chịu trách nhiệm về những cái điều đó, mà chính là cái người mà chúng ta đi gieo giống, chính là cái tấm lòng người đó, chính là chịu trách nhiệm về cái điều đó. Còn cái về vấn đề cái người gieo giống là chúng ta đó, thì Chúa cũng có nói ở trong Ê-phê-si-ên đoạn 3 câu 18-19. Khi ta nói với kẻ dữ rằng mày chắc sẽ chết nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó, đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ
mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Đây là một cái đoạn kinh thánh mà tôi thấy là đáng sợ. Nếu mà mình không biết thì thôi, chứ mà khi mình biết cái này ra thì mình cảm thấy rất là run sợ trước mặt Chúa. Nó rất là rõ ràng, mà chúng ta sẽ phân tích một chút xíu để chúng ta thấy nó rõ ràng hơn ở đây. Chúa nói là những cái người mà tội lỗi đó, những tội nhân đó thì sẽ chết ở trong tội lỗi của họ. Vì Kinh Thánh nói là tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà chúng ta thấy ngay ở đây đó, trong ECGN đó, thì nói là họ có một con đường sống. Họ vẫn còn có một con đường sống. Nếu mà từ bỏ đường xấu để mà cứu mạng mình. Nhưng mà làm sao để mà họ có thể từ bỏ cái con đường xấu để mà cứu mạng? Làm sao mà họ có thể biết được là họ có một cái option, họ có một cái cơ hội để mà họ có thể sống chứ họ không có thể chết? Cái vấn đề là phải có người đi nói cho họ biết điều đó. Ở trong Roma đoạn 10 câu 14, 15 thì Chúa nói rất là rõ đấy. Cái đoạn này thì chúng ta cũng thuộc lắm rồi. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Thành ra cái vấn đề ở đây đó là phải có người rao giảng, nói về Chúa cho họ nghe. Thì họ mới biết được là có một cái cơ hội để cho họ có thể quay lại và có thể sống, chứ họ không có chết ở trong tội lỗi nữa. Và Kinh Thánh nói là nếu chúng ta không nói thì họ sẽ chết. Ở trong trường hợp là một cái bệnh nhân mà bị một cái chứng bệnh nan y, một cái bệnh nhân về về vật chất, về thuộc thể đó, thì nếu mà chúng ta biết cái cách chữa trị mà chúng ta không có nói đó, thì bệnh nhân nó chết thì cũng không ai bắt tội mình. Nhưng mà cái chết tâm linh ở đây đó là nó còn ghê gớm hơn, là vì Chúa nói là nếu chúng ta không nói đó mà chúng ta để cho người khác phải chết mà không biết đó có một cái cơ hội đó, thì Chúa nói là ta sẽ đòi huyết nó nơi tay người, tức là chúng ta phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Một ngày nào đó đó, khi mà cái tòa án trắng của Chúa mở ra, Kinh Thánh nói là tất cả mọi người đều phải đến đó, biển cả những cái linh hồn của nó chứa bất cứ nơi nào đều tề tựu trước cái tòa án trắng, đều gặp nhau ở đó. Khi mà Chúa phán xét thì những cái người mà thân của chúng ta, những người mà từng gặp chúng ta mà họ chúng ta không nói về Chúa cho họ nghe, thì họ sẽ kiện cáo chúng ta, họ sẽ nói là chúng ta không chịu nói. Thì đây là cái lời Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ là những người chịu trách nhiệm về điều đó. Chúng ta là những người chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng mà nếu là đất, nếu mà chúng ta nói mà họ không chịu tin, thì cái trách nhiệm thuộc về họ. Kinh Thánh nói là nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ thì nó sẽ chết, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Có nghĩa là chúng ta vô tội ở trong việc đó, chúng ta không có bị một cái hình phạt nào ở trong việc đó, bởi vì chúng ta đã nói mà họ không nghe. Giống như lúc đầu chúng ta thấy là cái trách nhiệm đó, nó thuộc về đất. Và Matthew đoạn 10 câu 14 15 cũng xác định với chúng ta điều này để chúng ta có thể hiểu rõ và chúng ta yên tâm về cái việc mà chúng ta làm. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đáng phạt nhẹ hơn thành ấy. Và trong công vụ đoạn 13, 45, 46 cũng nói điều này. Và Phaolô và Barnaba bèn nói cùng họ cách giảng dĩ rằng, ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại. Chúng ta thấy rõ không? Phaolô và Barnaba đã nói cho cái người Do Thái về về cái sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mà họ từ chối thì bây giờ ông tuyên bố dứt khoát là ta đã nói rồi, bây giờ các ngươi không nghe thì ta xây ra người khác. Tại đó khi mà chúng ta đi mà chúng ta nói về Chúa mà người ta không có tiếp nhận Chúa, thì đây không phải là cái điều khiến cho chúng ta phải buồn bã hay là chúng ta phải 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 lo lắng, bởi vì chúng ta biết rằng cái trách nhiệm thuộc về đất. Cái sự đáp ứng của đất, cái sự đáp ứng của tấm lòng người, họ phải chịu trách nhiệm. Còn khi chúng ta nói về Chúa thì chúng ta không chịu trách nhiệm nữa. Cái bổn phận của chúng ta là gieo,
Kinh Thánh nói rõ là gieo giống. Ở trong cái đoạn Kinh Thánh này chỉ nói về gieo giống, người gieo giống là chúng ta, là những người đi ra gieo lời Chúa cho họ. Thì chúng ta cứ trung tín đi gieo. Người ta có tiếp nhận hay không thì chúng ta vẫn vẫn trung tín đi gieo. Có nhiều người trong chúng ta thì khi mà gieo hoài đó mà không kết quả thì buồn. Đó. Thì cảm thấy là phiêu bát, là vì nó là mình không nói, không có ai nghe. Nhưng mà đây là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta đã đi gieo. Chúa sẽ tính sổ với chúng ta về cái vấn đề là chúng ta có chịu đi gieo hay là không. Ở trong cái phân đoạn này không có nói về cái vấn đề gặt. Một lát nữa chúng ta sẽ nói lại, nói thêm về cái vấn đề gặt. Nhưng chúng ta sẽ rất là vui mừng nếu mà có người tiếp nhận Chúa. Ai cũng vui mừng hết. Chúng ta mong đợi cái điều đó. Ai đi làm chứng tôi cũng mong đợi là chúng ta gạt ngay cái linh hồn đó về cho Chúa. Nhưng mà nếu người ta không có tin nhận Chúa thì chúng ta cũng không buồn gì cả. Vì chúng ta biết rằng chúng ta đã nói, và Ê-xê-chi-ên đã nhắc đi nhắc lại cho chúng ta là nếu chúng ta đã nói mà nó không chịu từ bỏ thì các ngươi không có vấn đề gì hết, mà chính họ sẽ chịu trách nhiệm. Thành ra tôi nói với anh chị em đó là chúng ta hãy tập trung vào việc bao nhiêu người đã được chia sẻ lời của Chúa, bao nhiêu người đã được gieo. Khi mà chúng tôi đi làm chứng, đi truyền giáo ở Maryland, chúng tôi cũng áp dụng cái nguyên tắc này. Chúng tôi gặp bao nhiêu người, chúng tôi cứ nói, cứ gieo, cứ phát báo, phát truyền đạo đền, cứ nói cho họ. Cái việc tin Chúa hay không chính là cái trách nhiệm của họ, chứ không phải là cái trách nhiệm của mình. Thành ra cái vấn đề của chúng ta là chúng ta không có cảm thấy buồn khi mà trong một cái thời gian, trong những cái chương trình truyền giáo của chúng ta mà ít người tin. Cái điều này tôi nghĩ là Chúa không có count, Chúa không có đếm về cái điều đó. Chúa không nói là các ngươi phải làm sao để làm chứng cho có bao nhiêu người tin ở trong cái đợt truyền giáo đó. Nhưng mà Chúa sẽ nói với chúng ta là có bao nhiêu người mà các ngươi đã làm chứng cho lời của Chúa. Một số người đã thường lấy cái số lượng người tin và làm báp têm để làm cái thước đo sự thành công và cái sự trung tín của người gieo. Tôi nhớ khi tôi còn ở Việt Nam đó, cứ mỗi lần mà ai đi làm chứng và đem người về với Chúa rồi làm báp têm thì các ông mục sư lại tuyên dương cái người đó lên ở giữa hội thánh và khen ngợi. Thì vô tình đó, làm cho những một số người, ở trong đó có tôi nữa, một thời gian đi làm chứng mà hoài mà không ai tin Chúa hết, tự nhiên mình cảm thấy buồn, là vì mình không có làm chứng cho ai tin Chúa được. Nếu như mà tôi ngày đó mà tôi biết được cái nguyên tắc này thì tôi cảm thấy tôi không có buồn đâu. Vì cái quan trọng là vấn đề chúng ta đi gieo hay là không. Chúng ta trở lại cái câu chuyện của Chúa Giê-xu. Nếu mà chúng ta tính là cái số người mà tin đó, tức là chúng ta nói mà được tin bao nhiêu đó, và chúng ta dẫn về để làm báp têm bao nhiêu đó, mà chúng ta tính là cái sự thành công của người đó, thì chúng ta thấy là Chúa Giê-xu là một người đã thất bại trong vấn đề chứng đạo, đúng không? Chúng ta có thấy điều đó không? Kinh Thánh không có nói gì về vấn đề là Chúa Giê-xu làm chứng cho bao nhiêu người tin Chúa. Chỉ có một cái lần mà Chúa Giê-xu làm chứng cho người đàn bà Samari tin Chúa, rồi một lần Chúa Giê-xu làm chứng cho ông Ni-cô-đem là một trong những người tin Chúa một cách kín dấu. Chúng ta không có thấy nhiều người mà Chúa Giê-xu làm chứng mà tin Chúa. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Giê-xu đã đi nói về chính Ngài, về cái sự cứu rỗi của Ngài rất rất là nhiều cho những đám đông. Cái vấn đề là chúng ta có đi nói hay không, chứ không phải là chúng ta đếm bao nhiêu người đã tin Chúa. Cái nguyên tắc thứ ba nó rất là quan trọng ở đây, thưa anh chị em, là cái nguyên tắc là gieo và gặt. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 6 là cái câu chúng ta cũng rất là quen nữa. Ai biết rõ điều đó, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Trong kinh doanh đó, người ta tính cái tỷ lệ thành công đó là 1/9. Tức là khi mà một người đi giao hàng á, thì người ta tính là cứ 9 người mà mình đi mời chào hàng đó thì có một người tin Chúa đó, thì người ta cho đó là thành công. Còn ở trong cái diễn xuất á, thì cái tỷ lệ người ta chấp nhận là 1/30. Tức là một cái người mà dợt 30 lần á, thì sẽ được thành công một lần, người ta cho đó là thành công. Nhưng mà ở trong việc gieo giống đó, chúng ta thấy khi nãy chúng ta phân tích ra đó, chúng ta thấy là chỉ có 1/4 thôi. Tức là khi chúng ta gieo đi thì chúng ta thấy là chỉ 4 cái miếng đất, thì chúng ta thấy chỉ có một cái kết quả là cái miếng đất thứ tư mà thôi. Thì như vậy đó, người ta nói gì? Người ta nói là nếu mà chúng ta muốn cái kết quả hơn đó thì chúng ta phải gieo nhiều hơn. Cái câu Kinh Thánh vừa nãy khi chúng ta đọc đó, ai gieo ít thì gặt ít. Nếu mà chúng ta chỉ gieo một lần thì chúng ta sẽ gặt 1/4 ở trong 4 cái miếng đất mà chúng ta gieo. Nhưng mà nếu chúng ta gieo 2 lần,
chúng ta gieo 3 lần, chúng ta đi ra gieo những lần khác, thì là chúng ta sẽ gặt được những cái kết quả nhiều hơn. Chúa nói là ai gieo ít thì gặt ít, chấp nhận như vậy. Nhưng mà ai gieo nhiều, chịu khó đi ra và cứ gieo giống nhiều lần thì chúng ta sẽ gặt được nhiều hơn. Cái kết quả nếu nó ít hay nếu chúng ta không có thấy kết quả thì chúng ta đừng có bỏ cuộc. Tôi tin là chúng ta có thể tìm một trong những cái cách mà người ta nói đó để mà được cái kết quả đó. Chúng ta thay vì cứ đứng một chỗ, thay vì chúng ta cứ gieo mãi ở trên một cái vùng đất hoang, một cái cánh đồng hoang, một trên một cái con đường hay là trên những cái bụi rậm không có kết quả gì hết, hoặc là kết quả nó eo uột quá, nuôi cũng không được, cây cũng không lớn, không kết quả, thì thay vì chúng ta cứ đứng yên một chỗ như vậy và cứ gieo hoài cái chỗ đó, thì Kinh Thánh nói là thì chúng ta hãy đi tìm những cái nơi khác, hãy đi tìm những cái nơi khác, không có tiếp tục gieo hạt giống của Chúa ở trên những cái mảnh đất chết. Chúng ta tin rằng có rất là nhiều những cái mảnh đất ở nhiều nơi khác, nó đã được xuống vun tới, nó màu mỡ, cây cỏ đã mọc lên và những cánh đồng đã chín đàng. Chúng ta không có nhìn thấy mà chúng ta cứ đứng một chỗ và chúng ta cứ tiếp tục gieo trên những cái miếng đất hoang và chúng ta cứ than phiền là sao mà tôi nói hoài, tôi gieo giống hoài mà không có ai tin Chúa cả. Kinh Thánh không có nói là chúng ta chỉ gieo giống một nơi, thưa ông bà anh chị em. Ở trong công vụ đoạn 1 câu 8 không có nói là hãy đi làm chứng về ta tại thành Jerusalem và Jerusalem và Jerusalem và Jerusalem. Kinh Thánh không có nói như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Jerusalem, xứ Samari, lan ra đến cả xứ Giu-đê và nó lan rộng ra đến cùng trái đất. Có nghĩa là nếu mà một nơi nó không có kết quả, chúng ta phải đi tìm những cái nơi khác. Chúng ta phải gieo nhiều ra. Vì lời của Chúa là cái thẩm quyền, là cái điều tốt lành mà chúng ta cần phải đi gieo ra ở trên những cái mảnh đất tốt để cho nó có thể mọc lên. Nếu mà tại cái nơi chúng ta mà chúng ta làm chứng hoài không được á, thì Kinh Thánh đã nói rồi, chúng ta phủi bụi dưới chân mà đi, chúng ta không có trách nhiệm nữa. Chúng ta không có đeo bám một cái người mãi suốt đời của mình được, trong khi còn biết bao nhiêu người khác có thể đang chờ đợi mình. Tôi đi làm chứng nhiều nơi, tôi ngạc nhiên về cái điều đó. Ở bên Mỹ, làm chứng hoài một người không có ai tin, đi ra nói hoài cũng không có ai tin, lâu lâu tìm được một người thì mình mừng rỡ. Nhưng mà khi đi qua đến Nga, làm chứng một lần 10 người tin Chúa, 15 người tin Chúa. Như là Kim Hân, cô và gia đình cô mới từ Việt Nam trở về Mỹ ngày hôm qua và chúng tôi nói chuyện với nhau. Con nói là con rất là ngạc nhiên là con thấy là khi con nói lời Chúa ở tại Việt Nam nhiều người tin Chúa. Mà khi con nói ở bên Mỹ không ai tin. Là bởi vì khi mà chúng ta thấy là cái việc gặt, cái việc gieo của chúng ta ở tại một nơi đó, nó không có kết quả rồi thì tốt nhất là phải đi tìm những cái nơi khác. Thì cái đó là cái nguyên tắc gieo để cho nó có được kết quả. Ông lời Chúa, Chúa Giê-xu nói ở trong Mác đoạn 1 câu 38 là câu quen thuộc mà tôi hay giảng đó. Cái chữ chúng ta hãy đi nơi khác. Chúng ta hãy đi nơi khác. Có nghĩa là chúng ta đừng có đứng lại một chỗ, chúng ta đừng có bằng lòng với cái chỗ của mình. Rồi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn là vì không có ai tin Chúa. Nhưng một cái câu chuyện mà chị Phương La có lần chị kể cho tôi nghe đó là chị làm chứng không có ai tin Chúa hết, không biết làm sao. Thì sau đó chị đi vào trong nursing home. Thì ở đó là chị làm chứng được cho nhiều người tin Chúa. Thì nó giống như Chúa Giê-xu vậy, chúng ta phải đi nơi khác. Phải đi. Có lẽ là vì chúng ta không có gặt, chúng ta không có gieo được nhiều, không có kết quả nhiều. Một phần là bởi vì chúng ta không chịu đi nơi khác. Vì chúng ta không có thích đi nơi khác, chúng ta cứ quen một chỗ, chúng ta cứ đứng ở đó hoài. Và như vậy không có kết quả cho nhà của Chúa. Nếu cái lòng người, tức là đất ở Mỹ đã chai đá rồi, thì chúng ta có thể đi đến những cái nơi khác. Việt Nam chẳng hạn, nếu mà Việt Nam cũng không có kết quả, chúng ta có thể đến Nga, đến Malaysia, đến nhiều nơi khác mà nhiều quốc gia người Việt Nam đang ở đó, họ đang khao khát lời của Chúa, mà chúng ta cứ phải dậm chân một chỗ, chúng ta đứng một chỗ và chúng ta không có đi ra nữa, không đi nơi khác nữa thì sẽ không đem lại cái kết quả. Thưa bà anh chị em, cái nguyên tắc thứ tư là cái nguyên tắc quan trọng, là cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em mà tôi rất là thích ở đây. Cái này gọi là cái nguyên tắc người gieo và người gặt. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 35 câu 38 chép như vậy: các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Con gặp đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Cái câu kinh thánh này thật là một cái câu kinh thánh tuyệt vời, và nó là một cái nguyên tắc để khích lệ chúng ta rất là nhiều. Ở tại đây đó, Chúa Giêsu đã nói tới cái vấn đề gặt, chứ không phải chỉ nói cái vấn đề gieo mà thôi. Thì Chúa nói là nhìn lên kia, thấy là cái đồng ruộng đã vàng rồi, và người gặt, con gặt đã thâu chứa hoa lợi, và không phải là cái người gặt vui vẻ, mà kinh thánh nói là người gieo giống và con gặt cùng nhau vui vẻ. Và vì đây người ta nói, có thể nói rằng người này thì gieo, người kia thì gặt là bất phải. Thế là Chúa phân biệt ra hai cái loại người, tức là người gieo, chỉ gieo thôi, và một cái người khác thì gặt. Đây là một cái chuyện bình thường ở trong nghề nông. Tôi cũng là cái người trước đây sau 75 thì phải đi làm nông, và tôi hiểu cái điều này. Có nhiều khi tôi chỉ gieo giống thôi, cho nó mọc lên, nhưng mà một người khác thì gặt. Không có nhất thiết là gieo thì phải gặt. Kinh Thánh cũng nói rõ đây đấy, là ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm. Tức là người ta đã làm sẵn rồi, bây giờ mình chỉ tới mình tiếp lấy cái công lao của họ thôi. Thì bây giờ cái bài học mà chúng ta nhận được ở đây đó là gì? Cái người gieo và người gặt làm hai cái công việc khác nhau. Có thể là cái người gieo cũng là cái người gặt, nhưng mà cũng có thể người nghe gieo, người này gieo mà người kia gặt. Thì cái đó không phải là cái điều buồn. Mình cứ đi ra mình gieo, tung tín gieo. Nếu mình gặt được thì mình cảm tạ Chúa. Còn mình không có gặt được thì mình hãy nhớ Chúa nói là một ngày nào đó người ta sẽ gặt. Cho nên là các ngươi sẽ vào tiếp lấy cái công lao của cái người đã gieo. Tôi gọi ông bà anh chị em, có thể là cái người gieo, có thể là không phải là cái người gặt. Có thể là người gieo và người gặt luôn. Nhưng mà đồng thời có thể chúng ta chỉ là cái người gặt. Chúng ta đến và chúng ta làm chứng và họ tin Chúa, tiếp nhận Chúa rất là nhanh, vì họ đã được gieo bởi một cái người khác rồi. Trong một cái lần tôi nhớ là tôi có kể anh chị em cái câu chuyện là khi mà tôi còn quản nhiệm hội thánh ở tại Lenham, Maryland, một cái buổi tối trước lễ phục sinh thì một cô gọi điện thoại tới cho tôi chưa hề biết cổ là ai. Thì cổ mới xưng tên cổ ra và cô nói là ngày mai và ngày lễ phục sinh vào sáng sớm, con muốn đến nhà thờ để xin mục sư cầu nguyện cho con tin Chúa. Mà tôi không biết cổ là ai hết. Khi mà tôi hỏi ra đó thì cổ mới nói là một cái người chị em làm trong cái tiệm nail với cổ đó đã nói về Chúa cho cổ nghe là 3 năm về trước rồi mà cổ không có nghe. Nói về lời Chúa nhiều lắm mà cổ không nghe. Bây giờ cái người nói đó đã đi rồi, nhưng mà Chúa hôm nay nhắc nhở cổ và muốn cổ trở lại tin Chúa. Thật ra tôi chỉ làm cái người gặt thôi, chứ tôi không có gieo gì cho cái cô đó hết. Nhưng mà đây là cái nguyên tắc mà Chúa nói là cái người gieo, người gặt đều giống như nhau. Không có gì khiến chúng ta phải phiền, không có gì chúng ta phải buồn. Chúng ta phải mong muốn được gặt. Gặt là một cái điều vui, ai cũng muốn gặt, vì lúa vào nhà mình thì mình vui. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta chỉ gieo mà không gặt, chúng ta cũng vui. Chúng ta gieo và gặt luôn, chúng ta vui. Và chúng ta đi gặt cái nơi mà người ta đã gieo rồi, chúng ta cũng vui. Chúng ta không có điều gì để phàn nàn ở trong cái vấn đề này cả. Cái vấn đề là Chúa đã không có phân biệt sự gieo và gặt. Và Chúa không có cho rằng cái điều nào quan trọng hơn. Chúa nói cả hai đều tốt. Và cái vấn đề là chúng ta cứ trung tín làm cái điều Chúa muốn. Vậy thì cái quan trọng là gì? Cái cốt lõi là gì? Chúng ta cứ gieo. Chúng ta cứ gieo bằng chính lời của Chúa, vì đó là cái thẩm quyền của cái hạt giống. Và chúng ta cứ trung tín gặt nếu mà Chúa cho phép chúng ta gặt. Chúa cho chúng ta cái phần nào thì chúng ta nhận phần ấy. Thế ra đây là bốn cái bài học mà tôi tóm tắt lại được ở đây để chúng ta cùng học. Bởi vì trong tương lai, trong những ngày gần đến, khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm chứng, chúng ta nắm được những cái điều này, thì chúng ta sẽ vui mừng ở trong Chúa. Thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn nói về Chúa. Chúng ta phải luôn luôn dùng lời Chúa để thuyết phục người khác. Vì lời Chúa có cái thẩm quyền gieo vào trong lòng người thì sẽ không trở về một cách vô ích.
nhưng mà nó sẽ đâm chồi, nó nảy lộc, một ngày nào đó nó sẽ nở ra. Cái điều thứ hai là chúng ta trung tín là một người gieo giống, cứ đi ra gieo, dù gặp thời hay là không gặp thời, gieo giống là điều mà Chúa muốn chúng ta. Không có nhất thiết là chúng ta cần phải kết quả ngay tức thì hay là không, bởi vì cái kết quả hay không là do cái tấm lòng của con người chứ không phải là do chúng ta. Nếu mà chúng ta không có kết quả ngay tại chỗ thì chúng ta có thể tin một điều là chúng ta cứ gieo và Chúa sẽ dùng một người khác để gặt. Chúng ta yên tâm về việc đó, chúng ta không băn khoăn gì hết. Và một cái điều nữa mà tôi muốn cùng với bà anh chị em học buổi tối hôm nay, điều cuối cùng, đó là khi chúng ta gieo mãi trên mỗi cánh đồng hoang không kết quả thì hãy tìm những cái cánh đồng đã sẵn sàng, những cánh đồng đã chín vàng, những con người đang khao khát ở nhiều nơi để chúng ta đi đến đó và làm chứng cho họ. Vì Kinh Thánh nói là hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Nếu chúng ta cứ ở mãi một chỗ mà chúng ta gieo ít thì chúng ta sẽ không thấy kết quả gì hết. Nhưng mà khi chúng ta đi ra nhiều nơi như Kinh Thánh dạy thì chúng ta sẽ được khích lệ, bởi vì chúng ta sẽ được gieo nhiều ra và chúng ta sẽ gặt lấy cái công lao mà chúng ta đã làm. Nên cảm Chúa ban phước ở cùng chúng ta, tất cả chúng ta, để chúng ta biết những cái nguyên tắc này và chúng ta thực hành khi chúng ta đi ra chứng đạo, truyền giáo cho Chúa. Tạ ơn Chúa.